Suza Tamio là một nhân viên văn phòng mang trong mình hoài bão muốn rũ bỏ những áp lực của cuộc sống hàng ngày. Anh ấy tận dụng khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm vào mỗi cuối tuần khi vợ và con gái vắng nhà để thực hiện một chuyến đi nhỏ khắp các tỉnh ở đất Nhật mà mình muốn đến. Cuộc hành trình đều đặn bắt đầu vào mỗi tối thứ sáu sau khi nam chính tan làm, cũng là lúc mà vợ con rời khỏi nhà. Để tiết kiệm chi phí nên Suza chọn cách cắm trại trong chiếc xe van nhỏ của mình. Ở mỗi nơi đặt chân đến thì anh ấy luôn phát hiện ra một vài sở thích kỳ quặc của bản thân. Đó là tìm đến những quán ăn địa phương có món ăn ngon nhưng sắp bị tuyệt chủng để thưởng thức. Nhưng vì sao lại là nhà hàng trong sách đỏ và điều gì đã làm cho những món ăn truyền thống lâu đời của xứ cờ hoa lại có thể tuyệt chủng được cơ chứ? Nam chính có 3 quy tắc bất di bất dịch khi đi du lịch một mình, đó là luôn bắt đầu chuyến phiêu lưu vào tối thứ 6 rồi trở về nhà vào tối thứ 7. Tiếp theo là không được mời ai khác đi cùng và quy tắc cuối đó là phải tiết kiệm chi phí nhất có thể. Chính vì vậy mà Suza đã tận dụng chiếc xe van của mình, biến nó trở thành chỗ nghỉ ngơi rồi sinh hoạt trong suốt chuyến đi. Đến nơi thì cũng quá nửa đêm, Suza tranh thủ đánh một giấc thật sâu để lấy lại sức xong bắt đầu ngày mới bằng việc khám phá tận hưởng cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đây. Trong lúc lái xe, nam chính vô tình phát hiện áp phích quảng cáo của một nhà hàng mì udon truyền thống. Xem chứng nơi này cũng khá nổi tiếng vì lượt đánh giá 5 sao của thực khách nhiều thế cơ mà. Không nghĩ ngợi nhiều nên nam chính ngay lập tức đi theo chỉ dẫn tìm tới, nhưng đến nơi thì nó lạ lắm. Cứ tưởng nhà hàng sẽ rất hoành tráng cơ mà ai ngờ nó lại bé tí như cái lộ mũi thế này. Suza có chút do dự nhưng cũng đành hạ quyết tâm vào thử xem sao, vì dù gì thì cũng cất công tới đây rồi. Quả thực không gian bên trong của quán mì này nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Suza rất nhiều, khách hứa thì cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nam chính vừa mới ngồi xuống thì đã được một người đàn ông nhiệt tình tiếp đón, không những thế còn tự tiện gọi món giúp Suza, khiến anh chàng đơ như cây cơ chẳng kịp phản ứng gì. Thầm nghĩ chắc ông ta là chủ nơi này nên mới hồn nhiên như vậy, ai ngờ rốt cuộc thanh niên này cũng chỉ khách quen ở đây thôi. Hóa ra nơi này từng là một tiệm mì rất nổi tiếng trong vùng, nhưng kể từ khi trải qua một cơn bạo bệnh thì bà chủ đã phải đóng cửa ngừng hoạt động. Người con dâu vì không muốn phụ lòng những khách hàng thân thuộc nên đã cố gắng khôi phục lại quán mì của mẹ. Tuy không được mẹ chồng trực tiếp chỉ dạy nhưng với sự nỗ lực của mình thì cô ấy đã thành công tái hiện lại hương vị và được bà ấy tin tưởng giao cho phụ trách cửa tiệm. Vừa nhìn qua bát mì udon theo kiểu truyền thống đã khiến Suza đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi màu sắc cùng hương thơm của món ăn này. Sợi mì mềm mượt nhưng vẫn giữ được độ dai cần thiết. Rau cải luộc sơ rất vừa tầm, còn thịt ngựa đượm vị hòa nguyện cùng nước dùng thơm ngon. Đây đúng thật là tô mì xuất sắc nhất mà nam chính từng được thử qua. Tuy nhiên, khi biết quán mì udon ngon khó cưỡng này có thể sẽ biến mất trong tương lai vì không có ai tiếp quản, khiến Suza thoáng chốc rất buồn bã. Đối thủ cạnh tranh ngày một nhiều, còn lượng khách hàng cũng giảm dần đi nên người con dâu cũng không dám chắc sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Nam chính tiếc nuối vì chẳng biết có cơ hội quay lại nơi này nữa không, nhưng đột nhiên anh lại nhận ra rằng việc mình thưởng thức trọn vẹn nó ngay lúc này là cách tôn trọng nhất cho món ăn và người đầu bếp. Món mì tuyệt hảo này có thể sẽ tuyệt chủng nhưng hương vị cùng câu chuyện của nó chắc chắn sẽ còn mãi trong lòng các thực khách. Nhân lúc hai mẹ con rời thành phố để đi xem ca nhạc vào cuối tuần, Suza lại được dịp xách ba lô lên để đi du lịch một mình. Vừa đến nơi thì anh chàng cũng đã mệt khừ, cứ thế mà lăn ra ngủ. Khổ nỗi vừa đặt lưng xuống thì Suza cứ liên tục nhớ lại cảnh tượng bị sếp khiển trách lúc chiều, khiến nam chính cay cú không tài nào trở mắt nổi. Đã thấy chiếc nệm mà anh đang nằm cũng chả êm ái là mấy nên càng cố nhắm mắt Suza càng trằn trọc hơn. May mà trong lúc khốn cùng thì nam chính chợt nhớ ra bản thân cũng có quỹ đen giấu vợ cơ, mà rồi đi mua một cái nệm hơi thật xịn. Nhờ nó cứu cánh mà Suza đã đánh được một giấc ngon lành tới tận sáng. Địa điểm lần này mà nam chính muốn tới tham quan đó là cây cầu cao nhất Nhật Bản. Dùng xe van để cắm trại là một trào lưu khá phổ biến ở xứ sở hoa anh đào. Chính vì vậy mà Suza không khó để bắt gặp một vài người bạn đồng hành. Thấy chàng ta có vẻ tò mò về chiếc xe của mình, thanh niên đội khăn không ngần ngại mời anh ấy vào bên trong tham quan. Tuy nhiên bộ dạng của thanh niên này trông không khác gì một kẻ lập dị, khiến cho Suza vừa nhìn đã sợ chết khiếp. Sau khi từ chối lời mời từ đối phương thì nam chính lại tiếp tục trải nghiệm những hoạt động thú vị trong chuyến đi. Kể từ khi được thưởng thức món mì udon tại nhà hàng có nguy cơ đóng cửa lần trước, chàng nhân viên văn phòng đã bắt đầu có hứng thú với những quán ăn tương tự. Thế là trước lúc trở về nhà thì nam chính cũng đã tranh thủ tìm kiếm một quán ăn khan hiếm khác trong vùng để thưởng thức. Lần này mục tiêu mà Suza nhắm tới là một quán ăn bình dân, trông bên ngoài chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng linh tính lại mách bảo anh ấy phải dùng bữa ở đây. Đang lúc lưỡng lự chưa biết có nên vào hay không thì Suza đã bị hai người đàn ông cũng là thực khách lôi kéo vào cùng. Hết cách nên anh chàng chỉ đành miễn cưỡng tiến vào trong. Bất ngờ khi vào trong khiến nam chính không thể tin rằng những nơi như thế này thật sự vẫn còn tồn tại. Nhìn thực đơn treo đầy nhà làm Suza bắt đầu phân vân không biết nên gọi món nào cho hợp lý. Dù gì cũng đã cất công đến đây rồi, đã thế cứ thỏa sức tiêu pha tận hưởng cuộc sống thôi. Đắn đo một lúc và anh đã quyết định chọn món mắc nhất của tiệm để thưởng thức. Quả nhiên rất tương xứng với giá tiền khi miếng thịt vừa to dày còn phần cơm cũng rất đầy đặn, khiến nam chính rất nóng lòng nếm thử món cơm với thịt lợn xào này. Nước sốt mặn ngọt hòa nguyện cùng nước thịt, càng nhai hương vị thịt lợn càng dâng trào. Ăn cùng với một miếng cơm nữa thì đúng thật như đang ở trên thiên đường.
Đang lúc thưởng thức thì bà chủ bất ngờ đem ra một món không có trong menu cho vị khách bàn bên, khiến cho Suza cảm thấy khá bất ngờ. Thì ra người phụ nữ cực kỳ tâm huyết với nghề bếp này ngay từ năm 19 tuổi đã thuyết phục bố mẹ cho mình mở quán ăn. Qua thời gian để đáp ứng nhu cầu của thực khách thì bà ấy đã chăm chỉ học hỏi bổ sung thêm rất nhiều món mới. Chẳng trách nào mà menu ở đây lại dày đặc chồng chất lên nhau như vậy. Kể từ khi người chồng qua đời thì sức khỏe của bà chủ cũng giảm sút nên vốn chẳng thể điều hành quán ăn này lâu thêm được nữa. Tâm nguyện của bà ấy đó chính là truyền đạt lại hết kinh nghiệm cho đứa con trai quý tử để nó có thể thay mình tiếp quản nơi này. Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng và dường như không hứng thú với nghề gia truyền của mẹ cho lắm. Luôn đáp ứng nhu cầu và bầu bạn với khách hàng là đức tính tốt đẹp bên cạnh món ăn ngon mà người phụ nữ này đã tạo ra. Dẫu sao thì Suza cũng rất hài lòng khi đã khám phá thêm một quán ăn ngon sắp có nguy cơ bị tuyệt chủng. Và tất nhiên chuyến hành trình đến những vùng đất mới gặp gỡ những con người cùng những món ăn mới của anh chàng nhân viên văn phòng vẫn sẽ chưa dừng lại tại đây. Hôm nay vẫn như thường, Lệ Nam Chính lại tiếp tục lên đường vào tối thứ sáu. Sau khi đã khám phá hết những địa điểm thú vị thì anh chàng lại bon bon trên đường để tìm kiếm một quán ăn ít người biết đến. Vừa hay xe của Nam Chính lại dừng đúng một quán mì ramen mà nơi đây kỳ quặc ở chỗ bày biện rất nhiều đá. Chắc có lẽ ông chủ của quán ăn là một nhà sưu tầm loại vật liệu này chăng? Không bận tâm thêm nữa nên Suza lập tức chọn cho mình một chỗ ngồi. Khi anh còn đang phân vân chưa biết gọi món gì thì một vị khách quen của quán đã đề xuất hãy gọi mì ramen hoặc cơm chiên là ngon nhất. Cùng lúc đó mấy cậu thanh niên bàn bên cũng đã gọi món. Ba người lần lượt gọi ba phần đồ ăn khác nhau khiến chủ quán bắt đầu nổi cáu đề nghị bọn họ nên gọi đồng loạt cùng một món để ông ấy dễ bề thực hiện. Mấy người này nghe xong thì bức xúc đưa ra lý lẽ làm gì có cái chuyện quán ăn lại bắt thực khách chỉ được gọi một món cơ chứ. Hơn nữa những gì họ gọi đều nằm trong menu cả đấy thôi. Đầu bếp nghe thế thì bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt. Ba người họ cũng vì vậy mà mất hứng chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa. Ngay khi khách hàng vừa rời đi thì ông lão lập tức thay đổi 360 độ khiến cho Nam Chính lắc hết cả mắt. Hóa ra nãy giờ ông ấy chỉ giả vờ nước mắt cá sấu để đuổi mấy thanh niên kia đi thôi. Trong mắt ông chủ mấy người họ chỉ là những vị khách, khách dịch có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên Suza lại nghĩ rằng chính ông ấy mới là người kỳ quặc, ai đời lại từ chối rồi đuổi khách hàng đi bằng cách đó cơ chứ. Sau những chuyện vừa thấy làm Nam Chính không còn cách nào khác bắt buộc phải gọi một bát mì ramen nếu như không muốn chịu chung số phận như mấy vị khách vừa rồi. Theo lời kể của ông chú thì cách đây 30 năm trước thì nơi này từng rất đông khách, nhân viên làm việc không ngơi tay, thậm chí họ còn bố trí cả một căn phòng riêng chuyên để nấu tiệc. Mặc dù vậy thời thế đã thay đổi, ngày mà người vợ qua đời cũng là ngày mà ông chủ kiệt quệ về tinh thần lẫn cả thể xác, vốn dĩ không có con cái nên một mình ông ấy không thể quán xuyến hết tất cả công việc ở đây. Chính vì vậy mà những người khách quen khi đến đều biết ý chỉ gọi đúng hai món để người đầu bếp có kịp thời gian mà phục vụ cho những vị khách khác. Dù đã có tuổi nhưng với đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn của mình thì chẳng mấy chốc một bát mì ramen nóng hổi hấp dẫn đã được hoàn thành. Nước dùng trong vắt còn sợi mì thì có màu vàng rất đẹp mắt, hay đến cả mùi hương cũng thật là tuyệt hảo. Nếu ai đó hỏi tôi mì ramen nước tương là gì thì đây chính là nó. Nước dùng thật sự quá xuất sắc, nhưng hơn hết cả thì sợi mì cũng ngon bá cháy. Cái bó xôi chiên tuy đơn giản cơ mà đã góp phần làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Đúng là không hổ danh bát mì ramen ngon nhất mà tôi từng được ăn. Mặc dù ông chủ nơi này là một người khá khó tính nhưng sự tận tâm và chăm chỉ của ông ấy khi nấu mì đã khiến Suza có cái nhìn khác về người đầu bếp này. Chẳng thể biết lần sau quay lại liệu có thể tiếp tục thưởng thức lại bát mì thơm ngon ấy hay không cơ mà Nam Chính rất biết ơn vì bữa ăn ngày hôm nay. Một tuần nữa lại trôi qua, tranh thủ khi hai mẹ con đi đu thần tượng tại thành phố khác thì Nam Chính của chúng ta sẽ tiếp tục rong ruổi lái xe khám phá những vùng đất mới. Chiếc xe van là người bạn đồng hành, cùng với đó là ba quy tắc mà Suza luôn tuân thủ. Xuất phát vào tối thứ sáu và trở về nhà vào tối thứ bảy, không cho hoặc mời người lạ đi cùng, hay quan trọng nhất là phải tiết kiệm chi phí bằng việc tận dụng chiếc xe như một khách sạn di động. Nhớ lại chuyện bị đồng nghiệp vượt mặt ngay trước mặt sếp khiến cho Suza trằn trọc mãi cả đêm. Cố ngủ mãi không được nên Nam Chính quyết định dậy thật sớm để đón bình minh, đồng thời cũng tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ. Không ngờ tại đây Suza đã bất ngờ gặp lại người đàn ông có cùng sở thích cắm trại với mình khi trước. Mặc cho Nam Chính từ chối thì ông ấy vẫn cố gắng khoe cho anh thấy bằng được cơ ngơi bên trong chiếc xe van của mình. Suza vừa nhìn qua đã lắc hết mắt và mong muốn một ngày cũng có thể cải tạo chiếc xe nghèo kia trở thành thế này rồi dùng nó vi vu khắp Nhật Bản. Tuy nhiên để sở hữu được nội thất hoành tráng thế này thì ít nhất cũng phải bỏ ra 10 triệu yên chứ chẳng chơi. Nam Chính nghe xong liền té ngã ngửa về đất mền, nằm mơ may ra được chứ thực tế thì đào đâu ra chừng ấy để nâng cấp xe. Nhân cơ hội gặp mặt bạn đồng hành cùng đam mê nên thanh niên trùm mũ ngỏ ý mời Suza đi đánh chén một bữa thật ngon, nhưng anh chàng hướng nội một lần nữa lại từ chối lời mời của đối phương. Sau một lúc miệt mài lái xe và Nam Chính lại đứng trước một quán ăn ngẫu nhiên mà anh định hôm nay sẽ thưởng thức. Nhìn bên ngoài tưởng không đông nhưng vào rồi mới biết đông không tưởng. Ông chủ vừa trông thấy Suza thì liền tươi cười nhiệt tình đón tiếp rất hồ hởi. Không những thế còn khen anh rất trẻ và sành điệu khiến Suza nở hết mũi. Mặc dù thực đơn nơi đây rất đa dạng nhưng ông chủ lại đề nghị Nam Chính nên thử món thập cẩm đặc biệt vì đó là món mà khách từ phương xa rất yêu thích.
Suza có chút bối rối vì chỉ biết tên chứ chẳng biết đây là món gì hay có thứ gì bên trong cả. Đến nước này thôi đành phải giao hết vào tay đầu bếp thôi. Sau khi chiên thứ gì đó trong chiếc chảo ngập dầu xong vào vị đầu bếp tiến hành dưới một chút nước sốt rồi trình bày ra dĩa. Nam chính vừa nhìn thì sốc ngang không nghĩ nó khổng lồ đến như vậy. Đầu bếp liền động viên cứ thong thả mà ăn vì với sức trẻ của anh thì chừng này chả thấm vào đâu cả. Trong núi đồ ăn này gồm có món cốt lết lợn, cốt lết thịt băm cùng cua sốt kem và gà rán kèm bánh khoai tây chiên. Dù tất cả chúng đều ngon nhưng đáng nói nhất chính là phần nước sốt đặc biệt được dưới đều trên bốn thành phần này. Thính lớp nước sốt chua cay mặn ngọt này đã nâng tầm món ăn lên một đẳng cấp mới. Cứ như thế Suza lần lượt ăn hết món chiên thứ nhất cùng với cơm, sau đó lại chuyển sang món thứ hai cùng với mì Ý. Để thay đổi khẩu vị thì húp một chút canh mi sâu và rau cải rồi lại bắt đầu với món thứ nhất. Chẳng mấy chốc chiếc dĩa đầy đặn của anh giờ đây chỉ còn dính lại một chút nước sốt. Trông thấy Suza xử lý sạch sẽ phần ăn khổng lồ ấy khiến ông chủ rất lấy làm vui mừng mà trực tiếp tặng thêm cho anh một suất ăn miễn phí. Thì ra ông chủ kiêm đầu bếp của quán ăn nhỏ này là một người rất phóng khoáng và biết rất rõ sức ăn của từng vị khách ở đây. Kể từ khi thành lập quán cách đây 40 năm thì ông ấy vẫn luôn cố gắng duy trì để phục vụ những thực khách yêu quý mình. Có những vị khách quen lâu năm tới nỗi họ ăn ở đây từ lúc còn trẻ cho đến khi lập gia đình và đã lên chức ông rồi mà vẫn không hề thấy ngán thức ăn ở nơi này. Tuy nhiên chủ quán chỉ có duy nhất một đứa con gái nên tương lai của nhà hàng xem chừng cũng không thể duy trì thêm nhiều năm nữa. Đến lúc ấy thì quán ăn với những món ngon tuyệt hảo cùng người chủ luôn niềm nở hào phóng cũng sẽ chìm vào dĩ vãng mà thôi. Suza lại cảm thấy tiếc nuối về một nơi có những món ngon nhưng lại sắp bị tuyệt chủng. Mặc dù vậy thì cuộc sống vẫn phải vận hành theo cách của nó và hành trình rong ruổi đến những vùng đất mới để thưởng thức những món ăn độc đáo của Suza vẫn còn sẽ tiếp tục. Lại một tuần nữa trôi qua và mới đây mà đã là thứ sáu rồi. Không ai khác khi Suza chính là người mong chờ ngày này nhất vì anh biết bản thân sắp được tận hưởng chuyến đi một mình đến vùng đất mới. Có điều nam chính lại không biết rằng tuần này vợ mình lại không đi xem ca nhạc với con gái. Hay xui rủi hơn là những chuyến đi của anh dạo gần đây cũng đã bị cô vợ phát hiện. Phước đức ba đời cho Suza khi vợ của anh ấy lại là một người phụ nữ hiểu chuyện. Cô không những không trách chồng mà ngược lại còn ủng hộ khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nhân cơ hội đó nam chính ngỏ ý rủ vợ thay vì ở nhà thì hãy đi du lịch cùng mình nhưng cô ấy lại miễn cưỡng từ chối. Tuy rằng chuyến đi này đã không có vợ đi cùng cơm mà đến nơi Suza lại được cặp đôi trẻ phát cơm cho khiến anh chàng cay cú tức nổ đom đóm. Muốn yên bình ngắm sao trăng cảnh đẹp thôi mà khổ quá trời ơi. Hôm sau Suza lại tiếp tục lên đường khám quá quang cảnh thiên nhiên sẵn tiện tìm kiếm một món ăn khan hiếm ở địa phương lạ. Trong cái nhà hàng này có vẻ khá lâu đời nên nam chính dự định đây sẽ là nơi mình chọn mặt gửi vào ngày hôm sau. Tuy nhiên vừa bước đi thì anh chàng lại phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi khóc thút thít. Suza bối rối đang định quay đầu ai ngờ đột nhiên người phụ nữ ấy lại cất tiếng. Biết không thể từ chối nên nam chính đành mạnh dạn tìm một chỗ ngồi và bắt đầu gọi món. Nào ngờ đâu trong đầu anh ấy lúc này chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó là tại sao người phụ nữ kia lại ngồi khóc một mình như vậy. Từng thực khách đang phân vân chưa biết gọi món gì thì bà chủ đã đề xuất hãy thử món đặc biệt của nhà hàng mình. Rất nhanh, chỉ một lát sau phần ăn đã được đem ra trong khay. Có cả thảy ba loại sashimi, tempura cùng món ăn kèm và rau củ muối. Nam chính tưởng rằng như vậy đã hết nhưng bà chủ lại tiếp tục mang ra thêm một dĩa cá kho nữa khiến cho anh chàng càng thêm bất ngờ. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Suza lập tức thử ngay món cá ngừ đại dương và ôi thôi hương vị tuy đơn giản nhưng rất tươi mát. Cá ngừ bonito cũng rất chuẩn vị còn cá mohi thì cũng ngon nức lòng. Ngay cả ăn không hay ăn với cơm thì cũng đều rất hợp. Tempura mực chiên ngoài giòn trong mềm thêm một chút nước sốt sẽ càng khiến cho hương vị của mực lan tỏa hết cả vòm họng. Chẳng mấy chốc mà Suza đã chén sạch bát cơm trắng lúc nào không hay. Khi được hỏi về nguyên do mà bà chủ lại kết hợp những món này lại thành một thực đơn đặc biệt nhằm mục đích gì thì Suza mới biết được một sự thật. Hóa ra khi xưa nơi này từng là một quán rượu với rất đông nhân viên phục vụ nhưng chỉ vì tin tưởng những người làm của mình mà bà ấy đã mất đi một khoản tiền lớn. Không chỉ gánh một món nợ mà bà chủ còn phải chịu đựng nỗi đau khi người chồng thân thương qua đời cách đây không lâu. Chính vì vậy mà mỗi ngày bà ấy luôn chăm chỉ làm ra những suất ăn đặc biệt kiểu như thế này nhằm phục vụ khách hàng, đồng thời cũng có đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống. Khi biết quán ăn này sẽ không có người kế thừa thì Suza tỏ ra khá nuối tiếc nhưng điều đó càng khiến anh thêm trân quý những món ăn được tạo ra từ đôi bàn tay của người phụ nữ chịu thương chịu khó ấy. Trước khi ra về, anh chàng không quên cúi đầu cảm ơn và hứa rằng nhất định một ngày không xa sẽ tiếp tục quay trở lại. Trong chuyến hành trình tiếp theo của mình, Suza lại tiếp tục dẫn chúng ta đến vùng đất nơi có một quán ăn tự tin nhận mình có bữa trưa ngon nhất thị trấn. Thoạt đầu nam chính có đôi chút e dè với khẩu hiệu này của quán và chẳng biết nó ngon đến cỡ nào mà dám tự nhận như vậy thì có hơi lố không. Bỏ đi lúc này thì cũng không hay vì biết đâu nơi đây lại ngon thật thì sao. Thế là phải mất một lúc tự đấu tranh tư tưởng với chính bản thân thì Suza mới mạnh dạn tiến thẳng vào trong để kiểm chứng. Nơi này quả thật rất sạch sẽ và sang trọng hơn cả những gì mà nam chính đã tưởng tượng. Không gian quán trưng bày rất nhiều nhạc cụ hơn nữa, có vẻ người chủ ở đây cũng rất nhã nhặn lịch sự nữa. Mở đầu coi như cũng có chút thiện cảm nhưng quan trọng nhất vẫn là phải xem thử chất lượng của thức ăn đến đâu đã.
đang phần vân chưa biết gọi món gì trong cái thực đơn dài ngoang này thì đột nhiên một ông lão râu tóc bạc phơ từ trong bước ra, khiến cho Suza vừa nhìn đã giật bắn cả mình. Sau một hồi thảo luận và anh đã chốt được cho mình một món mà ông lão cho rằng các thực khách ở đây đều rất thích. Đó chính là món bít tết hầm dùng kèm với cơm cùng nước súp nóng hổi. Vừa nếm thử miếng đầu tiên, nam chính đã lập tức cảm nhận được vị mềm và ngọt của thịt. Càng nhai hương vị của nó càng tuôn trào ngập tràn trong miệng. Thấy anh chàng ăn ngon đến tiết cả mắt lại như vậy khiến cho vị đầu bếp cảm thấy rất phấn khởi. Suza cũng nhân cơ hội này để hỏi đối phương về chỗ nhạc cụ ở đằng kia. Hóa ra ông chủ của nhà hàng này là một người yêu thích nhạc gia. Trước đây ông ấy vẫn thường xuyên tổ chức những đêm nhạc tại chính quán ăn của mình. Tưởng chừng mô hình kinh doanh sẽ thành công mãi mãi, nhưng rồi người bạn nhạc công của ông lại không may mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên trước khi mất thì người nhạc công đó đã để lại di nguyện rằng ngay cả khi mình qua đời thì âm nhạc vẫn phải được vang lên trong không gian này. Chính vì điều đó mà ông chủ kiêm đầu bếp vẫn luôn cố gắng duy trì hoạt động âm nhạc mặc dù tần suất đã giảm đi nhiều hơn so với trước. Biết người nhạc công đó rất thích ăn cà ri của quán nên Suza cũng tò mò muốn nếm thử. Mặc dù đã rất no nhưng nhìn chỗ cà ri này khiến anh không thể kiềm lòng thêm được nữa mà cứ thế chăn nước sốt lên cơm rồi trực tiếp thử liền một muỗng. Quả nhiên so với bít tết thì cà ri thật sự cũng rất tuyệt hảo. Rõ ràng người đầu bếp đã rất khéo léo kết hợp nhiều loại nguyên liệu lại với nhau để tạo ra một món ăn vừa thơm ngon mà lại còn vừa đậm đà thế này. Đáp lại công sức của ông lão thì nam chính cặm cụi ăn lấy ăn để vét sạch dĩa không trở lại một hạt cơm. Vẫn giống như những quán ăn trước nên tương lai của nơi này cũng sẽ không biết đi về đâu khi ông chủ cũng đã có tuổi mà người con duy nhất của lão cũng đã có sự nghiệp riêng. Mặc dù vậy, ông ấy và vợ của mình vẫn rất lạc quan yêu đời vì đối với họ mỗi ngày trôi qua vẫn còn được thấy khách hàng ăn ngon miệng thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Vẫn như mọi khi và Suza đang bắt đầu ngày làm việc cuối tuần với tâm trạng vô cùng phấn chấn. Chỉ cần có hết ngày hôm nay thì buổi tối lại được tiếp tục xong rồi đi du lịch một mình rồi. Chỉ nghĩ đến thế thôi mà anh chàng đã sướng run người. Ai ngờ trong lúc làm việc thì tay đồng nghiệp trẻ bên kia cứ khoe mẽ về tài khoản mạng xã hội của mình khiến cho Suza rất khó chịu. Thì ra anh chàng này có sở thích đăng ảnh những nơi mình đến lên mạng để khoe với mọi người. Mặc dù vậy chỉ riêng Suza là thấy những nơi này chán hết chỗ nói. So với những thắng cảnh anh đặt chân đến thì mấy nơi xến xúa này chỉ đáng xách dép mà thôi. Thế là ngay ngày hôm sau Suza cũng tập tành dùng thử mạng xã hội rồi bắt đầu chụp ảnh từng nơi mà mình ghé qua. Chụp từ sáng đến trưa hai tay cũng đã rã rời nên nam chính dự định đi tìm một quán ăn để lót dạ rồi sẽ tiếp tục sự nghiệp sống ảo. Lang thang cả buổi và cuối cùng anh chàng cũng tới một quán ăn bình dân với vẻ ngoài cổ kính nhưng Suza lại tỏ ra rất lưỡng lự vì sợ rằng mình sẽ bị vẻ ngoài của quán ăn này lừa lọc. Biết đâu bên trong lại là một quán cà phê xến xúa như của gã đồng nghiệp trẻ thì sao? May là những mẫu đồ ăn trưng bày bằng sáp với diện mạo nhạt nhòa cũ kỹ đã giúp cho Suza có lại chút niềm tin rằng nơi này chính là một quán ăn khan hiếm mà anh đang tìm kiếm. Quả thật nội thất bên trong đa phần đã có tuổi và căn phòng cũng không có dấu hiệu sửa chữa. Áp phích treo tường đã bay màu cùng cách trang trí lộn xộn này lại càng khiến cho Suza tin vào trực giác của mình. So với những quán ăn khác thì quán ăn của người chủ này có đôi chút khác biệt. Thông thường những nơi anh tới thì chủ đều đứng bán một mình hoặc sẽ có người nhà phụ giúp nhưng nhà hàng này lại có một cậu nhân viên trẻ tuổi phụ quán. Hỏi ra thì mới biết cậu ấy không phải là nhân viên mà thực chất chính là cháu trai của ông chủ. Vì bố mẹ đi làm cả ngày không có nhiều thời gian nên ngay từ nhỏ cậu ấy đã phải ở cùng ông bà. Sau những lúc tự chơi thì đứa cháu ngoan ngoãn luôn chủ động phụ giúp ông mỗi khi quán đông khách. Để san sẻ bớt gánh nặng cùng ông nội nên chàng trai trẻ đã quyết tâm theo học nghề bếp nhưng chớ trêu thay là ông ấy lại chẳng hề có ý sẽ cho người cháu tiếp nối cơ ngơi của mình. Theo ông nội suốt mấy năm mà ông chỉ cho nấu đúng một món. Mặc dù vậy, đứa cháu hiếu thảo vẫn không hề tỏ ra bất mãn mà vẫn kiên trì phụ giúp nội bưng bê dọn dẹp. Hai người nói chuyện một lúc thì món cơm trứng cuộn của Suza cũng đã ra lò. Ngoài việc món này thoạt nhìn rất đúng kiểu truyền thống thì sự độc đáo lại nằm ở chỗ chủ quán đã trang trí rất nhiều loại trái cây đi kèm nhằm tăng thêm sự bắt mắt. Phần linh hồn của món ăn là trứng thì không bị tơi quá mà lại rất ngậy. Sự pha trộn không đều giữa lòng trắng và lòng đỏ khiến cho món cơm cuộn kiểu cũ này càng trở nên tuyệt vời. Tuy chỉ là nguyên liệu cơ bản rẻ tiền nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ phản bội lại kỳ vọng của bất kỳ một thực khách nào khi đã nếm thử. Đang mải mê thưởng thức thì đột nhiên nam chính lại đề cập với ông chủ về chuyện người kế nhiệm lại quán ăn này. Thật ra ông ấy chỉ muốn tốt cho cháu mình. Nghĩ đến khó khăn khi phải điều hành nơi này và tương lai mù mịt của nó khiến ông không cam lòng để nó phải lủi thủi nơi xó bếp. Chính vì vậy mà lão chủ quán mới từ chối để đưa cháu đích tôn tiếp quản nhà hàng. Suza biết được sự thật đó thì càng ăn uống hăng say hơn do cảm động trước lòng thương và sự hy sinh của người ông dành cho cháu. Mặc dù lại phải chia tay một nhà hàng có nguy cơ sắp bị tuyệt chủng nhưng trong lòng nam chính lại cảm thấy rất thoải mái bởi vì anh biết che già thì măng sẽ mọc. Chắc chắn chàng trai trẻ ấy sẽ thuyết phục được người ông và sẽ tiếp tục duy trì nơi này bằng thực lực của mình. Trên chiếc xe van mini của mình thì Suza lại rời nhà vào tối thứ sáu để di chuyển đến một địa điểm ngẫu nhiên trên nước Nhật. Như thường lệ anh ấy sẽ tranh thủ thời gian ngủ một giấc để lấy lại sức và dậy thật sớm vào hôm sau để đi du ngoạn khắp nơi.
Hết chụp ảnh phong cảnh thì Suza lại chuyển sang chụp ảnh hộ cho một cặp đôi, sau đó lại di chuyển tới một nhà hàng bất kỳ mà linh cảm bảo rằng nơi này có món ăn khan hiếm đang chờ mình thưởng thức. Kỳ lạ thay, nơi mà Suza đến lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, kêu mãi mà vẫn chưa thấy chủ quán ra tiếp đón, nên anh chàng cũng đánh liều rung chuông, nhưng kết quả thì vẫn y như cũ. Đang định bỏ về thì một người đàn ông từ ngoài bước vào làm Suza tí thì rất tim ra ngoài. Sau một hồi đắn đo về kích cỡ của món ăn và nam chính tự tin gọi liền cho mình một bát mì không cay siêu to khổng lồ. Dù sao cũng đã cất công lái xe đến đây rồi thì tội gì phải tiếc thêm chút tiền để ăn cho đã cái lư chứ. Trong lúc chờ thưởng thức món chính, người phụ nữ chu đáo tặng cho Suza một tách cà phê khiến anh cảm thấy khá bất ngờ, vì thông thường thức uống này chỉ được phục vụ sau bữa ăn, nhưng nơi này lại có phong cách riêng khá đặc biệt. Nhâm nhi một chút thì món mì xào cỡ lớn vô cùng hấp dẫn đã ở ngay trước mặt của Suza. Sợi mì sáng bóng kết cấu y hệt như mì soba hòa quyện cùng với nước sốt đậm đặc khiến cho hương vị tổng thể càng thêm tinh tế. Không những thế, sự sáng tạo của người đầu bếp khi cho khoai tây luộc vào món mì xào đã thật sự nâng tầm giá trị của món ăn lên gấp nhiều lần. Suza cũng vì vậy mà không ngừng đũa được xong chả mấy chốc, dĩa mì đầy ụ đã sạch sẽ không còn lấy một sợi. Lúc này nam chính cũng bắt đầu tò mò về quán ăn của cặp vợ chồng. Rõ ràng là nơi này giống một ngôi nhà hơn là một quán ăn mới phải. Quả thật đúng như vậy. Cách đây 15 năm nơi này chỉ là một căn nhà của hai vợ chồng, nhưng đột nhiên vào một ngày nọ khi người chồng không hiểu vì lý do mà bỏ đi biệt tích. Nhiều năm sau đó ông ta lại đột ngột quay trở về, nhưng xem chừng sức khỏe và tinh thần của ông ấy đã giảm sút đi rất nhiều. Thay vì ra ngoài thì ông ấy chỉ quanh quẩn trong nhà, buộc lòng người vợ cũng phải ở nhà để chăm sóc cho chồng. May mắn thêm một bà cụ tốt bụng đã hướng dẫn cho người vợ cách làm mì xào để bà có thể kiếm kế sinh nhai nuôi chồng ngay tại căn nhà nhỏ của mình. Sự bao dung của người phụ nữ khiến cho Suza cảm thấy rất xúc động, dù biết rằng trong tương lai quán mì này cũng sẽ ra đi theo chủ nhân của nó. Nhưng hương vị và sự tảo tần hy sinh của người vợ chắc chắn sẽ sống mãi trong ký ức của Suza. Hành trình khám phá những món ăn sắp bị tuyệt chủng của anh chàng nhân viên văn phòng đã đi được 2/3 chặng đường. Liệu sẽ có những bất ngờ nào chờ đợi Suza ở đoạn cuối của cuộc hành trình này đây? Tốc độ già hóa dân số của Nhật luôn là một vấn đề nhức nhối, và điều đó càng thúc đẩy lớp trẻ đổ xô về các thành phố lớn để có được một công việc tốt hơn. Còn những người lớn tuổi dần bị bỏ lại sau lưng với những quán ăn truyền thống với lịch sử lâu đời vốn có. Tuy nhiên, có một anh chàng lại thường xuyên dành ngày nghỉ cuối tuần của mình rời xa thành phố Sobo để tìm về những giá trị tinh thần thông qua những món ăn khan hiếm. Vậy thì trong những chuyến đi cuối cùng của mình, anh ấy sẽ tiếp tục khám phá thêm những quán ăn nào có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chỉ vì sai lầm của cấp dưới mà nam chính Suza phải đích thân dành thời gian cuối tuần của mình để đi công tác xa nhà, và không may là khách sạn xung quanh đây đều đã chật kín phòng, vừa bị sếp khiển trách mà còn có nguy cơ đêm nay phải ngủ bụi ở một nơi xa lạ khiến Suza hoang mang tột độ. Trong lúc bế tắc thì anh lại tình cờ gặp được người đàn ông trong hai chuyến cắm trại lần trước. Ba lần gặp gỡ thì không thể gọi là trùng hợp mà là định mệnh mất rồi. Thấy tình cảnh không trốn dung thân của Suza lúc này, anh thanh niên liền ngỏ ý mời đối phương cùng cắm trại trên xe của mình. Thì ra anh chàng lúc nào cũng trùm mũ này tên là Kubo. Kubo đích thị là dân cắm trại chuyên nghiệp khi đã rong ruổi với chiếc xe của mình hàng trăm đêm rồi. Họ lái xe đến khi trời tối thì cũng đã đến được chỗ cắm trại. Trong nam chính lọ mọ chưa biết sẽ kiếm thứ gì bỏ bụng thì Kubo đã lôi ra chỗ thực phẩm mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thế là phút mốt đã có ngay một bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mắt. Hai người đàn ông đơn độc cũng nâng ly chúc mừng ngày gặp lại. Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên Suza lại hỏi về chuyện gia đình khiến cho Kubo sượng như khoai không nói không rằng, rồi ăn cho xong bữa và tắt đèn đi ngủ. Phải đến tận sáng hôm sau người bạn đồng hành mới chia sẻ rằng trước đây anh cùng vợ rất thường xuyên đi du lịch với nhau. Nhưng kể từ lúc Kubo chi 10 triệu yên để mua chiếc xe này mà không nói với vợ một tiếng nào đã khiến cô ấy đã rất tức giận mà bỏ về nhà bố mẹ ruột. Chính vì vậy mà anh ta đã lái xe hàng trăm cây số đến thành phố này để tìm cách hàn gắn với vợ, nhưng hiện tại bản thân lại không dám đối mặt với cô ấy. Suza nghe thế thì liền nổi giận, bày tỏ người bạn đồng hành phải dũng cảm lên rồi mau chóng tìm bằng được vợ nhằm xin cô ấy tha thứ. Bản thân Suza cũng sẽ tự lo liệu, không muốn vướng tay vướng chân của người bạn đồng hành nữa. Vậy là bọn họ mỗi người một hướng, còn Kubo nghe theo lời khuyên của Suza mà trực tiếp lái xe tới nhà vợ. Đến một trạm dừng chân nên anh chàng bị vợ bỏ liền tấp vào làm tạm bát mì cho chắc bụng. Hương vị thanh mát của nước dùng kết hợp cùng sợi mì dai ngon, và đặc biệt nhất là phải kể đến rong biển mang đậm hương vị của biển cả. Tất cả đã tạo ra một bát mì ramen đúng kiểu truyền thống, tuy nhiên tô hải sản này mới chính là linh hồn của nơi đây. Tôm ngọt cùng ốc biển thêm bạch tuộc, mực và cá hồi. Không chỉ đa sắc màu mà mùi vị của chúng cũng rất đặc biệt, khiến cho Kubo cặm cụi ăn một cách ngon lành. Hóa ra năm xưa bà chủ cũng chỉ vì muốn chiều theo ý của chồng mà đã cất công đi học nấu ăn để về mở quán. Nhưng kể từ ngày ông ấy mất thì bà phải một tay lo toan hết công việc ở nơi này. Lượng khách cũng ngày một giảm dần từ lúc tuyến đường cao tốc được xây dựng. Kubo lúc này mới chợt nhận ra đây chính là kiểu nhà hàng có món ăn khan hiếm sắp bị tuyệt chủng mà Suza đã từng chia sẻ với mình. Trước khi rời đi, bà chủ đã chỉ cho thực khách của mình cách để giải tỏa cảm xúc mà bản thân vẫn thường làm mỗi khi gặp bế tắc.
Nhờ vậy mà Kubo đã có được dũng khí trực tiếp nhấc điện thoại hòa giải với vợ, nhưng nhìn biểu cảm của anh ta thì cũng đủ hiểu kết quả như thế nào rồi. Sau nỗ lực xin lỗi nóc nhà không thành, Kubo chán đời chẳng biết làm gì ngoài việc liên lạc với người bạn mới quen để tâm sự, cơ mà lúc này Suza lại đang gặp phải một vấn đề khá lớn. Thì ra con gái của anh ấy chỉ vì lỡ buổi diễn âm nhạc của idol mà cũng đang phải mắc kẹt ở đây. Thế là nam chính và con gái không hẹn mà gặp, nhưng trùng hợp thế nào lại đi du lịch cùng nhau. Khi cả hai còn chưa biết kế hoạch tiếp theo sẽ là gì thì anh bạn trùm mũ lại xuất hiện. Sau khi giới thiệu cho cô bé về chiếc xe xịn sò của mình, Kubo ngỏ ý muốn mời hai bố con họ đi cắm trại cùng. Dù sao cũng không có việc gì để làm nên nam chính và con gái đã quyết định cùng nhau làm một chuyến du ngoạn bằng xe hơi. Đến nơi thì trời cũng đã tối muộn nên ba người đành phải ăn uống dã chiến ngay trên xe. Kubo thì liên tục cảm thán không có gì ngon bằng việc thưởng thức mì ly trong lúc cắm trại, còn cô tiểu thư nhà Suza vẫn thường xuyên cảm giảm về món ăn này thì nay cũng khen nức nở. Ba người cứ vậy quây quần bên nhau cùng ly mì nóng vô cùng ấm cúng. Sau bữa ăn, cô con gái bất ngờ tâm sự về dự định trong tương lai khiến cho Suza khá bất ngờ, vì vốn dĩ họ không có nhiều dịp để trò chuyện thân mật kiểu như thế này. Thay vì định hướng con mình theo mong muốn của bản thân thì nam chính lại để cô bé tự do quyết định. Hơn ai hết, Suza hiểu rằng để con cái sống với đam mê của nó chính là trách nhiệm và bổn phận của một bậc phụ huynh như anh nên làm. Ngày hôm sau, anh chia tay Kubo để dẫn con gái về nhà, còn chàng bị vợ bỏ thì lại tiếp tục rong ruổi trên những chặng đường mới. Sau bữa ăn hôm trước thì có lẽ Kubo đã bắt đầu có thiện cảm với những món ăn khan hiếm. Chính vì vậy mà lần này anh ấy đã quyết định sẽ tìm bằng được một quán ăn tương tự để thưởng thức. Có mất nhiều thời gian khi mà chỉ vừa đi được một đoạn là anh chàng đam mê cắm trại đã tìm được một đối tượng ưng ý. Tuy nhiên vừa bước vào bên trong thì lại chẳng thấy bóng dáng của khách đâu cả. Mặc dù hơi hoài nghi về chất lượng nhưng Kubo cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi xem qua thực đơn chỉ vỏn vẹn vài món thì anh đã quyết định chọn cơm thịt heo cho bữa ăn ngày hôm nay. Người đầu bếp già với đôi tay thoăn thoắt xào cơm cùng với bơ khiến cho hương thơm lan tỏa khắp cả căn phòng. Hạt cơm tơi xốp thơm béo vị bơ, trứng chiên vừa chín tới, còn thịt heo chiên giòn thì cũng không chê vào đâu được. Khi thưởng thức thì phải múc một muỗng thật đầy đủ cả ba thành phần thì mới có thể cảm nhận được sự hoàn hảo trong món ăn này. Dù hương vị có hơi lạ so với những chỗ mà Kubo từng ăn trước đây, nhưng nó lại đem cho anh một cảm giác hoài niệm khi còn được thưởng thức món cơm chiên của mẹ. Không những thế, món canh ăn kèm được nấu từ rau củ cùng thịt heo và bã rượu sách cũng rất đậm đà. Anh chàng bị vợ bỏ chỉ loáng một cái là đã chén sạch không còn lại gì trên dĩa. Tuy nhiên Kubo lại có một thắc mắc, đó là tại sao một quán ăn chất lượng thế này mà thực đơn thì chỉ có vài ba món, hơn nữa lượng khách ở đây dường như cũng không được đông cho lắm. Cô con gái của chủ quán lúc này mới chia sẻ, thật ra trước đây nơi này từng được quản lý bởi bố mẹ của mình, nhưng kể từ khi bà qua đời cách đây 7 năm thì bố cô đã có ý định nghỉ bán hẳn. Cô con gái đã động viên ông hãy cố gắng duy trì nơi này coi như là một sự tri ân đến người mẹ quá cố. Chính vì vậy mà họ đã cắt giảm thực đơn từ hàng chục món xuống chỉ còn vài món và chỉ bán vào buổi trưa để phục vụ cho khách quen. Dù là thế nhưng trong tương lai thì nơi này cũng sẽ đóng cửa vì không có ai tiếp quản. Cô con gái thực chất chỉ đến đây để giúp đỡ cho bố vì bản thân còn phải điều hành cơ sở kinh doanh riêng của mình. Hơn nữa cho dù rất cố gắng nhưng cô ấy vẫn không thể tái hiện lại hương vị món ăn giống như của ông được. Dẫu sao thì Kubo cũng cảm thấy rất biết ơn hai bố con họ vì bữa ăn ngày hôm nay. Tuy chỉ là một suất ăn bình dị cơ mà nó đã thực sự khiến anh sống lại với tuổi thơ của mình. Trở lại với nam chính sau một tuần làm việc mệt mỏi, lúc này anh ấy chỉ muốn xách ba lô lên đi đâu đó thật xa để khuây khỏa đầu óc. Nghĩ mãi thì cuối cùng Suza cũng quyết định đêm nay sẽ đi ngắm sao, nhưng khi đến nơi thì nó lạ lắm. Mưa lầm mưa lốn khiến cho kế hoạch của anh cũng vì thế mà phá sản. Không còn cách nào khác nên nam chính chỉ đành tự tưởng tượng ra bầu trời đầy sao rồi chìm dần vào giấc ngủ. Như thường lệ, anh sẽ thức dậy sớm vào hôm sau để bắt đầu cuộc phiêu lưu khám phá quang cảnh ở vùng đất mới. Lang thang đến trưa thì Suza cũng đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Rất nhanh một quán ăn gần đó đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của anh chàng. Nhìn bên ngoài thì rất khó để chắc chắn rằng nơi đây có món ăn khan hiếm, và hơn nữa bàn ghế lẫn không gian đều rất sạch sẽ mới tinh. Thậm chí menu còn có cả hình ảnh minh họa đúng kiểu quán ăn thời hiện đại, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi vì đằng nào thì cũng đã bước vào chỗ của họ rồi. Trong lúc Suza đang gọi món thì một người đàn ông không biết chui từ đâu ra cứ nhìn chằm chằm vào quán ăn khiến anh chàng giật bắn mình. Hóa ra anh ta đứng đây đã được một lúc lâu rồi nhưng lại băn khoăn không biết có nên vào hay là thôi. Chuyện là 30 năm trước anh ấy đã lợi dụng lúc quán ăn đông đúc mà nhiều lần thực hiện hành vi ăn trực. Lương tâm dằn vặt khiến ông ấy không thể giấu giếm chuyện này nữa mà muốn trực tiếp đến đây để tạ lỗi với chủ quán. Điều bất ngờ là ông chủ không những không tức giận mà còn niềm nở mời anh ta vào ăn, vì đối với ông ấy việc anh ta dám quay lại để nhận lỗi đã là sự can đảm rất lớn rồi. Không oán trách không tiền bạc là cách mà người chủ nơi này cư xử khiến cho Suza chứng kiến cảm thấy ấm lòng. Quả thật đối nhân xử thế ở đời là một việc bình thường nhưng lại không dễ để thực hiện. Một lát sau thì người phụ nữ cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa cho Suza. Cơm trắng canh miso cùng củ cải muối, thêm ít rau chân vịt luộc kèm khoai nưa với cả tím và sốt miso. Cuối cùng không thể thiếu món chính, đó là khoai mỡ núi trắng vô cùng đầy đặn.
Vừa nhìn mâm cơm thịnh soạn này, nam chính đã không thể kiềm lòng được. Món nào cũng mang hương vị ngon riêng biệt, nhưng có một điểm chung đó là đều được chủ quán khai thác ở xung quanh đây. Ngay cả bát khoai mỡ trắng này cũng được người đầu bếp lặn lội lên tận ngọn núi phía bên kia để tìm về. Chẳng trách nào mà nó đem lại một hương vị của tự nhiên ngon khó cưỡng. Thêm một chút nước tương rồi khuấy đều để lòng đỏ tan ra rồi trộn vào bát thì phải ba lon gạo mới đủ với Suza. Đến lúc này thì anh chàng cũng không còn nghi ngờ gì về quyết định của mình nữa rồi. Suza hào hứng bày tỏ nhất định sẽ trở lại vào lần tới, nhưng chủ quán lại ngậm ngùi chia sẻ không biết nơi này sẽ trụ được bao lâu nữa. Vốn dĩ phương châm của nhà hàng từ xưa đến nay đó là chỉ cung cấp những nguyên liệu tự khai thác và trồng được ở vùng này. Tuy nhiên điều kiện thời tiết nơi đây ngày càng thay đổi khiến cho việc thu hoạch của họ không được đảm bảo như trước, nên chẳng sớm thì mỗi nơi này rồi cũng sẽ phải đóng cửa. Vậy là một quán ăn ẩm thực địa phương nữa lại có nguy cơ bị tuyệt chủng và hành trình của Suza cũng đang dần tiến đến hồi kết. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Suza trở về nhà thì đã phát hiện hai mẹ con đã lên đường đi du lịch rồi. Không chần chừ, nam chính cũng thu dọn đồ đạc lập tức lái xe đến một địa điểm mà bản thân đã rất muốn đến từ lâu, nhưng vì hình địa hình hiểm trở nên anh đã lỡ hẹn nhiều lần. Cuối cùng sau 3 tiếng lái xe miệt mài không nghỉ thì anh chàng đam mê cắm trại một mình cũng đã chinh phục được ngọn đồi treo leo. Thì ra mục đích của Suza khi đến đây đó chính là ngắm toàn cảnh ngọn núi Phú Sĩ từ trên cao, nhưng tiếc là hôm nay nó lại bị mây trắng che phủ toàn bộ rồi. Dù sao được hít thở không khí trong lành tận hưởng khoảng thời gian thế này thì cũng không đến nỗi tệ. Sau đó, Suza lại bon bon trên đường để tìm thứ gì đó lấp đầy cái dạ dày rỗng của mình. Lần này là một quán ăn bình dân cũ kỹ nằm dọc trên một ngọn đồi. Nhìn vẻ ngoài của nó, nam chính tin chắc rằng đây sẽ là nơi phục vụ món ăn khan hiếm. Sau một hồi đắn đo không biết gọi gì thì Suza đã chốt sổ bằng một suất cơm bình thường bao gồm cơm trắng, canh miso và cá thu kho. Mới chỉ hút thử chút canh mà đã ngon đến vậy rồi thì không biết món chính sẽ như thế nào đây. Quả nhiên kỳ vọng không đặt nhầm chỗ khi cá thu tươi ngon mềm mại và rất đậm đà. Ăn cùng với cơm nữa thì đúng là quên sầu. Bữa cơm với tên gọi bình thường nhưng hương vị không hề tầm thường một chút nào. Cơ mà nếu ăn như vậy thì vẫn chưa thể thỏa mãn được cơn thèm, nên sau một phút đấu tranh tư tưởng và anh chàng đã tiếp tục gọi thêm một suất cơm gà rán. Miếng gà vàng ươm nóng hổi vừa mới được chiên xong chỉ cần nhìn thôi thì cũng đã nhỏ dãi. Cảm nhận đầu tiên khi cắn vào đó là nó giòn tan vỡ vụn như bánh, còn hương vị thịt bên trong cũng được tẩm ướp rất vừa vặn. Để mà nói thì tính từ tuyệt hảo cũng không thể diễn tả hết được độ ngon của nó. Trong khi nam chính đang bận thưởng thức thì bất ngờ có một người đàn ông ghé vào bên tai của anh và hỏi xem mùi vị của món ăn như thế nào. Thì ra người đàn ông với nụ cười thân thiện này chính là chủ quán, nhưng có điều ông ấy lại không hề biết nấu nướng một thứ gì cả. Thật ra nơi đây từng là quán ăn do bố của ông để lại cho một người dì cơ, mà vào 5 năm trước bà ấy lại ngã bệnh nặng nên nhà hàng cũng lâm vào nợ nần chồng chất. Chủ quán cảm thấy bây giờ bán lại quán ăn có vẻ sẽ tốt hơn, nhưng người vợ lại muốn ông giữ lại nơi này vì dù gì nó cũng là đứa con tinh thần mà người cha quá cố đã tạo ra. Thế là kể từ đó người đàn ông chẳng có chuyên môn gì về bếp núc lại tay ngang sang quản lý một quán ăn bình dân. Mặc dù không trực tiếp đứng bếp cơ mà ông ấy đã rất chăm chỉ dọn dẹp và luôn niềm nở với khách hàng. Hơn nữa nhờ quyết định giữ lại nơi này của ông chủ mà những thực khách như Suza mới có được một nơi dừng chân sạch sẽ cùng với các món ăn ngon tuyệt hảo để lấp đầy cái bụng đói của mình. Mặc dù đang phải đối mặt với nguy cơ sắp bị tuyệt chủng cơ mà những người chủ vẫn luôn đặt cái tâm vào đứa con tinh thần của mình để mang lại những trải nghiệm ẩm thực tốt nhất cho khách hàng. Có lẽ điều này đã ăn sâu và trở thành một truyền thống vô cùng tốt đẹp trong văn hóa của Nhật Bản. Nhờ tình yêu của Suza dành cho các món ăn trong sách đỏ cũng giúp người xem nhận ra rằng trong cuộc sống không điều gì có thể kéo dài vĩnh cửu. Việc chúng ta nên làm chỉ là thưởng thức và trân trọng mỗi khoảnh khắc xảy ra trong đời mà thôi.